Vấn đề ở trên bảng thì chúng ta sẽ có cái nội dung so sánh về một cái nội dung điều khoản liên quan đến sự điều chỉnh và sửa đổi của kinh doanh bất động sản 2014 và kinh doanh bất động sản 2023. Thì hai cái nội dung này thì mình đã linh động lên rất là rõ ràng để các chị có thể thấy. Vậy nó khác cái gì? Hai chỗ. Thứ nhất, cái nội dung ở trên chúng ta sẽ thấy từ 2014 qua 2023 nó mất cái khái niệm về công trình xây dựng. Các chị hình dung không ạ? Ban đầu là chủ đầu tư được quyền có cái nghĩa vụ cấp sổ cho nhà ở và công trình xây dựng, đúng không ạ? Đến 2023 nó mất cái chuyện công trình xây dựng đi. Điều đó nó có nghĩa là cái gì? Tức là ở cái khía cạnh về công trình xây dựng, chúng ta sẽ thấy là cái trách nhiệm cung cấp, gọi là cái trách nhiệm ra sổ, mình nói nôm na là ra sổ đi, cho ở khía cạnh công trình xây dựng thì nó không còn thuộc cái trách nhiệm của chủ đầu tư nữa. Và điều đó nó mở lên cái vấn đề là đây là một cái mà chúng ta sẽ phải lưu ý hơn rất là nhiều khi anh chị tiếp cận một cái dự án bất động sản nào liên quan đến cái vấn đề công trình xây dựng. Bởi vì nếu nhà ở thì nó không phải là vấn đề của anh chị nha, bởi vì việc nghĩa vụ cấp cái chứng nhận nhà ở thì nó được xem là một cái nghĩa vụ luật định rồi. Mình nói đơn giản nôm na như vậy câu chuyện, khi anh chị thực hiện một cái giao dịch mua bán bất động sản thông thường đi, A mua nhà của B, thì cái giao dịch đó là sẽ kết thúc tại thời điểm nào ạ? Công chứng. Đa số thì hình dung câu chuyện nó sẽ kết thúc vào điểm công chứng, đúng không ạ? Vậy thì nghĩa vụ ra sổ nó thuộc về bên này. Ai cảm thấy nghĩa vụ ra sổ thuộc về bên mua cho tay giùm em? Hồi nãy giờ thấy coi thôi là tiếng rất là mạnh mẽ nhưng mà chưa thấy cánh tay nào. Ai thấy nghĩa vụ thuộc về bên bán à? Đó, ok, một số cánh tay can đảm mới giơ lên rồi. Cảm ơn các anh chị. Thực tế câu chuyện nó nằm ở khía cạnh như vậy. Cái việc ra sổ á, nó thuộc về nghĩa vụ của bên nào, nó sẽ tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên, nó không ấn định cụ thể. Tuy nhiên, nó sẽ có cái vấn đề phát sinh là như vậy thì giao dịch đó thực tế cho đến thời điểm chưa ra sổ, nó chưa chấm dứt. Nó sẽ không dừng ở ký công chứng nha anh chị. Ký công chứng nó chưa phải là cái vấn đề của anh chị. Và đặc biệt nếu như các anh chị là người mua nhà hoặc là mua bất động sản, các anh chị lưu ý giùm. Khi mà mua nhà phố hay là mà nhà đơn lẻ, chúng ta sẽ phải lưu ý câu chuyện là các anh chị mua bất động sản xong, cái tiền các anh chị trả, mình nói đơn giản, các anh chị trả đến 80% hoặc 90% đi, vậy thì cái nhà đó thuộc về mình chưa? Chưa. Ra sổ hay đổi nhanh dữ vậy hả? Rồi, câu chuyện đúng đó là ra sổ, nhưng mà nó còn cái mốc nữa, đó là nhận bàn giao. Thực tế câu chuyện nó rất là khác ở chỗ này. Đối với nhà phố nha, mình không nói đến dự án nha, mình nói đơn giản nhà phố rồi. Các anh chị nhận bàn giao cái nhà đó và các anh chị cái phần tiền còn lại các anh chị chưa trả, thì cái phần tiền nó gọi là cái gì? Nó không còn là tiền mua nhà nữa, nó là công nợ. Tức là gì? Chủ nhà không có cái vụ ồ anh đi ra đây nhà của tôi anh chưa trả hết, không có. Tuy nhiên nếu như cái việc nhận bàn giao chưa thực hiện trên thực tế, câu chuyện nó sẽ dẫn đến cái vấn đề là cái bất động sản nó chưa phải thuộc về mình, mà lúc đó cái giao dịch đó cái tiền anh chị nợ nó vẫn là nợ tiền mua nhà nha. Còn cái chỗ anh chị đã nhận nhà rồi thì cái phần công nợ còn lại thì các anh chị có thể chuyển nó thành công nợ theo nghĩa vụ là một cái khoản nợ dân sự giữa các bên, và khoản nợ dân sự thì có thể trả và thời gian trả cho các bên thỏa thuận. Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau, và cái điều đó nó dẫn đến cái vấn đề là đối với câu chuyện mốc, cái mốc mà thực hiện ra sổ hay cấp giấy chứng nhận, nó được xem là một cái mốc rất là quan trọng. Và cái mốc này ở giai đoạn 2014 á, thì nó quy định cụ thể là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho nhà và công trình xây dựng. Tuy nhiên đến năm 2023, và cụ thể là 1 tháng 8 năm 2024, thì luật đó đã điều chỉnh bỏ cái khái niệm công trình xây dựng ra khỏi cái nghĩa vụ của chủ đầu tư rồi. Như vậy tức là gì? Thì cái việc cấp sổ, cái vốn dĩ được hiểu là mặc định là nghĩa vụ của bên bán đó, đến năm 2024 thì đối với loại hình công trình xây dựng nó không còn là mặc định nữa. Và nếu như vấn đề này, đó là một cái mà các anh chị cần lưu ý khi mà tiếp cận những cái dự án hoặc là những cái loại hình liên quan đến công trình xây dựng, đó là cần phải có nội dung cam kết về việc cấp giấy chứng nhận này ở trong thỏa thuận của mình. Bởi vì nếu nó không thì nó không phải là một cái mặc định luật định nha. Lê ha. Cái vấn đề tiếp theo liên quan đến câu chuyện số 2 mà chúng ta cần quan tâm, đó là giai đoạn 2014 thì chủ tư không được ủy quyền cho bên thứ ba ký hợp đồng mua bán chuyển nhượng cho thuê mua. Tuy nhiên đến 2023 thì cái vấn đề nó mở rộng thêm hợp đồng đặt cọc. Thì cái này chỉ là một cái gọi là nó mang tính chất hình thức thôi.
Và tuy nhiên thì nó cũng tạo ra một những khó khăn nhất định cho các bộ chủ đầu tư, nhưng nó cũng không phải là cái vấn đề quá quan trọng. Nhưng mà đó là cái vấn đề mình phải nhớ, là bởi vì khi các anh chị thấy một cái hợp đồng đặt cọc xuất hiện bởi một bên ký thay chủ đầu tư với vai trò là bên được ủy quyền, thì lưu ý dùm đó là một cái hợp đồng theo 2024 thì nó không phải là cái hợp đồng chính danh. 2023 tới trước 2024, trước 1/8/2024 thì được nha, thì nó hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên sau đó, sau giai đoạn đó thì chúng ta cần phải lưu ý cái vấn đề này, để khi chúng ta tiếp cận chúng ta có một cái sự cẩn thận hơn xíu.